This is another example of the language of the past. Đây chính là một ví dụ khác liên quan đến thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn, động từ cột 2. Mary cảm thấy quá phấn khích để ăn bữa tối. Say Mary. Mary. Yeah, thấy chưa? Chữ feel cột 1 đổi thành cột 2. Lập tức đổi thành cột 2 nếu muốn nói về quá khứ hôm qua. Say Mary felt too excited. Chú ít hỏi chính là đừng đọc tất nhân nhấn tất cả mọi từ giống nhau là không đúng. Trong tiếng Anh nó không phải như vậy, chỉ nhấn vào những từ quan trọng nhất thôi. Nhấn vào tên nè, động từ chính, tính từ chính, còn tất cả những thứ khác không nhấn. Chữ chu và cái tính từ sự không nhấn. Mary felt too excited to eat her dinner. Nói nhanh lên. Mary felt too excited.